Xin chào tất cả các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Hôm nay, admin lại xin chia sẻ cho các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta về những công việc tuyển dụng mới nhất nhé. Admin cũng xin chúc cho các bạn và cộng đồng chúng ta có những công việc thích hợp và thu nhập cao hơn nhé các bạn. Và bây giờ, admin xin chia sẻ những việc làm mới nhất cho các bạn nhé. Thông tin tuyển dụng số 01, thông tin tuyển dụng công nhân sản xuất, thông tin về công ty có mặt trên thị trường dược từ những năm 1990. Đến nay Hiệp Phong đã đứng vững và chiếm thị phần tốt trong thị trường dược Việt Nam. Hệ thống của Hiệp Phong bao gồm công ty dược phẩm Hiệp Phong tại Hà Nội và 4 công ty vệ tinh như nhà máy sản xuất dược Kim Hoàng Ân tại Như Quỳnh, Văn Lâm Hưng Yên, công ty cổ phần dược phẩm 44 tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Ngôi Sao Ý tại Đà Nẵng và công ty cổ phần dược phẩm Năng Động tại Hồ Chí Minh. Hiệp Phong vẫn luôn phát triển, kết nối bền vững hệ thống phân phối đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối. Xây dựng thương hiệu vững mạnh cho doanh nghiệp và sản phẩm, nhưng lĩnh vực hoạt động chính, sản xuất, nhập khẩu và phân phối, dược phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế. Mô tả công việc tại nhà máy, thứ nhất, vận hành máy sản xuất trong nhà máy sản xuất dược, thứ hai, hoàn thiện sản phẩm theo quy định. Quyền lợi được hưởng cụ thể như sau, thứ nhất, công nhân sẽ làm theo ca tổng thu nhập 8 đến 12 triệu theo sản lượng, thứ hai, đầy đủ chế độ thưởng lễ Tết, nghỉ phép, bảo hiểm xã hội theo quy định luật lao động. Thứ ba, công ty sẽ có thưởng tháng lương 13, 14 theo quy định của công ty, thứ tư, công ty sẽ có các chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm theo quy định công ty. Yêu cầu công việc cụ thể như sau, thứ nhất, yêu cầu, nam, nữ tuổi từ 18 đến 45, thứ hai, công nhân có sức khỏe tốt, thứ ba, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, thứ tư. Ưu tiên ứng viên cư trú tại Bắc Ninh, thành phố hoặc khu công nghiệp Quế Võ, nhé. Thông tin thêm, tên công ty tuyển dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phong, địa chỉ công ty, phòng 806, nhà hát 10 Vinaconex 6, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, người liên hệ, Miss Bưởi, điện thoại 0462864688, chức vụ, nhân sự công ty. Thông tin tuyển dụng số 02, thông tin tuyển dụng, tuyển công nhân kho, nhà máy Pepsi, giới thiệu nhà tuyển dụng, công ty chuyên lĩnh vực kho bão, vận tải. Khách hàng chính là những khách hàng lớn trên thế giới như Pepsi, P&G, thông tin liên hệ cụ thể như sau, tên công ty trách nhiệm hữu hạn Tâu, địa chỉ, phòng 801, tầng 8, tòa nhà Oaseco. 10 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, điện thoại 0283997615. Mô tả công việc cụ thể như sau, công nhân phải kiểm đếm hàng cụ thể nước ngọt trong nhà máy Pepsi. Quyền lợi được hưởng cụ thể như sau, chế độ 5,5 triệu cộng có tăng ca cộng làm ca đêm thêm 30% lương cộng cơm ăn tiệ nhà máy suất 30 ca, một hàng tháng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn bảo vệ 24/24, quà đường sữa hàng tháng 100.000, một người, và được tính không một ngày phép, hai, hàng năm, đánh giá tăng lương và thưởng thành tích vào tháng tư hàng năm. Tháng lương 13 trung bình mỗi năm thưởng 2 tháng lương, đi du lịch, khám sức khỏe định kỳ, liên hoan cuối năm, 3, luật lao động, tuân thủ chuẩn luật về tính tăng ca chế độ. 4, công đoàn, quà sinh nhật, cưới xin, tăng gia tư thân phụ mẫu, ốm đau, quà Tết, ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3, trung thu, ngày mùng 1 tháng 6, sinh con. Yêu cầu công việc cụ thể như sau, công ty luôn cần người có tính cẩn thận, trung thực, sẵn sàng tăng ca khi cần thiết. Thông tin thêm về công ty như sau, tên nhà tuyển dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tâu, địa chỉ công ty, phòng 801, tầng 8, tòa nhà Oaseco, 10 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, người liên hệ, Miss Nhung. Điện thoại 0283997615, số lượng cân tuyển, 10 người, địa chỉ làm việc, Bắc Ninh.
Các thông tin mình chia sẻ trong video hiện đang là những công ty hot nhất đang có nhu cầu tuyển dụng nhé các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và click vào chuông thông báo để nhận ngay những thông tin tuyển dụng mới nhất nhé các bạn. Luôn chúc các bạn thành công khi ứng tuyển nhé.